Hân hỷ đón chào quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Zakat. Lần đầu tiên, xin thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Thưa quý vị, tuổi Sắp Dần 1974 đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Quý vị thân mến, trong tháng 8 âm lịch, những người tuổi Sắp Dần chắc chắn sẽ gặp được nhiều may mắn. Do có được quý nhân tương trợ nên họ có những thành công rực rỡ trong tháng 8 âm lịch. Tháng 8 là tháng cực kỳ thành công đối với họ, vậy nên những người tuổi Sắp Dần không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Quý vị thân mến, để biết được vận trình của những người tuổi Dần gặp được thành công và may mắn về con đường tài lộc cỡ nào, xin mời quý vị cùng theo dõi video tử vi tuổi Dần tháng 8. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Sắp Dần sinh năm 1974 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Sắp Dần 1974 có mệnh đại khê thủy, tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi, khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thông. Lòng tự tôn của người tuổi này rất lớn, luôn tự mình hành động, suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của những người khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Người tuổi Sắp Dần nên chú ý, đừng dễ dàng tin người quá mức. Trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần bạn nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Người tuổi Dần sinh năm 1974 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú ý trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi, có cặp, ít khi trao đổi, trò chuyện với nửa kia nên đôi khi dễ bên. Xét về thiên can, Ất Âm Mộc gặp Mậu Xung Thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 8 của người tuổi Sắp Dần dự đoán rằng những người sinh năm 1974 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt của đồng nghiệp. Con giáp này luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ Sắp Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên, gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai về mặt tài lộc và tiền bạc. May mắn cho tài lộc, bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng.
Việc bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Người tuổi Giáp Dần rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo tạo cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy nhiên, tình hình tài chính của tuổi Giáp Dần trong tháng có nhiều nguy cơ hao hụt do chi tiêu không có kế hoạch và còn cả tin nên dễ bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm bạn tiêu tiền không cần suy nghĩ và tính hiếu thắng của mình. Đây là một thói quen xấu mà bạn cần phải thay đổi càng sớm càng tốt. Tiền bạc kiếm bằng mồ hôi xương máu cần phải quý trọng và chi tiêu sao cho hợp lý. Trong thời gian này, tốt nhất là không nên tham gia dự án đầu tư bất động sản, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Các dự án hợp tác cũng nên tìm hiểu kỹ càng về đối tác. Tốt nhất là nên duy trì những mối quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, thận trọng với người mới quen biết. Để tiếp tục cải thiện vận may và tài lộc, Thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe thì cần chú ý xảy ra bất trắc. Các gia chủ tuổi Giáp Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của tuổi Giáp Dần có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều trục trặc, mâu thuẫn phức tạp. Với những người đã có đôi hoặc đã lập gia đình, vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, giữ hậm hực trong lòng, chỉ đợi thời cơ là bùng nổ. Nguyên nhân cũng bởi cả hai quá bận rộn với công việc của riêng mình nên ít có thời gian trò chuyện, tâm sự, chia sẻ với nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai dần hình thành thói quen tự mình giải quyết thay vì chia sẻ với nửa kia. Đến khi mọi chuyện vỡ lở mới khiến lòng tin lung lay, thay vào đó là sự nghi ngờ, ghen tuông khiến mối quan hệ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Với những người độc thân, cơ hội cải thiện tình trạng lẻ bóng trong năm nay của bản mệnh không nhiều. Bạn cũng trở nên bị động, không muốn chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Cho dù có đang trong một mối quan hệ thì cũng vì sự mập mờ, mãi không có tiến triển mà sinh ra sự chán nản, duyên đến lại đi khó thành. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, phá tý, tuyệt dần. Đối với những người tuổi Giáp Dần trong tháng 8 âm lịch sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 8 năm 2022, tức ngày 4 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 8 năm 2022, tức ngày 16 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch,
ngày 12 tháng 8 năm 2022, tức ngày 7 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 8 năm 2022, tức ngày 19 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như sau: tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phú lộc tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người một khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Sáp Dần trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống, có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.